website đào tạo Forex. Xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi bản audio chia sẻ với tựa đề Kiến thức Forex của kẻ không giao dịch được trên thị trường Forex này. Với những giá trị chúng tôi chứng minh bằng thực tế trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn, thì tôi mong muốn rằng trước khi đi vào bản audio Kiến thức Forex của kẻ không giao dịch được, thì mời nhà đầu tư theo dõi và nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả mọi giá trị trên thị trường Forex này đều phải chứng minh bằng thực tế trên chính những tài khoản live của bản thân người đứng ra chia sẻ, được gọi là thầy. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng tài khoản nhỏ mà còn không giao dịch được thì lấy giá trị gì ra mà nhà đầu tư có thể giao dịch được tài khoản lớn. Đây là những giá trị thực tiễn tôi mong muốn nhà đầu tư phải hiểu rõ để nhìn nhận được bất kỳ một giá trị nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư nên hiểu rằng đây cần cả một quá trình để chúng ta nhìn nhận, để cả một quá trình chúng ta hiểu rõ trước khi chúng ta tham gia giao dịch hoặc là học bất kỳ một ai trên thị trường giao dịch Forex này. Làm được thì phải chứng minh được, đó là nguyên tắc ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Không làm được thì sẽ không có giá trị minh chứng bằng thực tiễn. Đó là điều hiển nhiên khi bản thân nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tôi chia sẻ và minh chứng bằng thực tế, mời nhà đầu tư đi vào bản audio hôm nay với tựa đề Kiến thức Forex của kẻ không giao dịch được. Thứ nhất, một kiến thức Forex đúng và có thể áp dụng được vào thực tiễn trên thị trường Forex là kiến thức Forex đó phải được chứng minh theo thời gian, và người chứng minh đó phải cho chúng ta thấy rõ được giá trị, nhìn nhận và đánh giá cũng như kiểm chứng và giá trị tạo dựng lợi nhuận trên tổng vốn mà người đứng ra chia sẻ kiến thức Forex đó phải chứng minh cho chúng ta được. Thứ hai, một kiến thức Forex sai không thể áp dụng được vào thực tiễn chính là giá trị mà những kẻ chia sẻ không chịu chứng minh bằng thực tiễn và cho nhà đầu tư Forex đánh giá kiểm chứng giá trị đó được mà chỉ nói bằng mồm là kiến thức Forex đó hoàn toàn là thứ vô giá trị để áp dụng vào trong thực tiễn. Tại làm sao trên thị trường Forex này kẻ nào cũng nói và chia sẻ đến cộng đồng cũng đầy tính nhân văn và mang với dáng vẻ đầy đạo đức tao nhã, nhưng thật chất đúng một vấn đề chính, đó là chứng minh năng lực của kỹ năng vận dụng kiến thức Forex vào thực tiễn trên thị trường Forex, thì những kẻ tao nhã thánh thiện này tìm mọi cách để né tránh. Chấm. Nói được, tại sao lại không chịu chứng minh bằng thực tiễn được? Đạo đức trong nghề giao dịch Forex này là gì? Là phải chứng minh được bản thân có vận dụng được kiến thức đó hay không. Đó mới là giá trị đạo đức của nghề này. Thành công ư mà sao toàn dùng mồm để nói rằng bản thân là chuyên gia Forex, á quân Forex thế giới hay nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường Forex. Nhưng để kiểm chứng bằng tài khoản nào để giúp các thánh thần này được thứ hạng cũng như giá trị trên thì tuyệt nhiên đều không được thấy. Chỉ đơn giản một câu, đã làm được thì phải chứng minh được, không làm được thì lấy giá trị gì ra để chứng minh. Vậy một kẻ có kiến thức Forex mà không có khả năng giao dịch Forex trên thị trường, bản thân nhà đầu tư Forex trang bị thứ kiến thức đó về, chính bản thân mình sẽ được gì? Một, thứ nhất là được mất tiền là điều hiển nhiên. Thứ hai là tự ảo tưởng cùng chính những kẻ đang chia sẻ kiến thức Forex cho chính mình là bản thân
nhà đầu tư đó có khả năng. Thứ ba chính là nhà đầu tư Forex sẽ là người để những kẻ không có khả năng kia lợi dụng trên thị trường Forex. Giá trị của những kẻ nói mồm về bản thân chúng trên thị trường Forex, về những kiến thức Forex huyền diệu của chúng, rồi tự khoác lên người chúng những ánh hào quang. Điều này chỉ nhằm mục đích là lừa đảo nhà đầu tư Forex mà thôi. Vậy bản thân nhà đầu tư Forex thích trang bị cho chính mình kiến thức Forex để giao dịch được, hay thứ Forex giao dịch được hoặc không giao dịch được ở trên thị trường Forex này, thì cứ việc lao vào những cái vòng xoáy của cái gọi là cơ hội lợi nhuận của những kẻ không có khả năng giao dịch này ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các nhà đầu tư Forex tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, nên nhìn nhận và đánh giá bằng thực tế ở trên thị trường để cho chính bản thân mình hiểu được rõ mọi giá trị để bước vào trong thị trường. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng tuyệt đối không được vào trong thị trường này sử dụng tài khoản giao dịch Forex lớn để nghĩ rằng giải những lệnh nhỏ là có thể kiếm được ra tiền. Nhà đầu tư phải hiểu rằng tài khoản nhỏ mà nhà đầu tư có được kỹ năng giao dịch thực sự, thì bản thân nhà đầu tư sẽ có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex này, và tài khoản nhỏ cũng có thể tạo dựng được nên giá trị lớn ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đó chính là điều mà bất kỳ một ai, một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này cũng cần phải nhìn nhận, cần phải biết được và để đi từ từ để trải nghiệm về mọi giá trị ở trên thị trường. Và trước tiên, bản thân các bạn hãy yêu cầu bất kể một ai được gọi là á quân giao dịch Forex, hoặc một ai được gọi là pro trader, hoặc là một ai được gọi là thầy dạy Forex hay chia sẻ, hoặc chủ bất kỳ một diễn đàn nào, hãy chứng minh bằng thực tế về chính những giao dịch của bản thân họ trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm để nhìn nhận rõ về cả một quá trình của bản thân họ ở trên thị trường. Lúc đó thì nhà đầu tư hãy đặt niềm tin vào người đó. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị này trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.